Hello mọi người, lại là Hạnh đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc bánh gato sinh nhật màu rất là đáng yêu như thế này. Có cái họa tiết hình chú lợn nha. Với chiếc bánh này mình làm cũng rất là kỳ công và rất là nhiều chi tiết. Bên trong thì mình đã có lót để mọi người có thể đựng đồ trong đây rất là đáng yêu nhá. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái sản phẩm lần này và có được những cái món quà sinh nhật tặng cho bạn bè của mình. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau vào phần chuẩn bị nguyên liệu nha. Bây giờ mình sẽ update với mọi người một số cái nguyên liệu. Nguyên liệu thứ nhất đó là mình sử dụng có rất là nhiều cái màu lem. Thì hôm nay mình sẽ nói với mọi người là những cái màu nào nha. Trước hết là cái màu phần thân của chiếc bánh. Phần thân của chiếc bánh này là màu mã số 49 nha mọi người. Lem Miu Cotton 50. Đây, mình sẽ có hai cuộn nhá thì mọi người mới đủ. Tại vì cái này mình chập đôi sợi cho nên là mọi người phải lưu ý là cái len này là mình sẽ chập đôi cho nên phải là hai cuộn mới làm được cái phần này nha mọi người. Cái màu này là màu 49 này. Cái màu này là màu 06 này. Màu 06 thì mọi người một cuộn thôi cũng đủ rồi. Màu 06 một cuộn nha. Đây là màu 06, màu trắng kem. Tiếp theo là màu 07. 07 là cái phần kem trên này và phần kem viền ở dưới. Thì đây là phần 07 của mình. Đó, đây là 07 này. Tiếp theo là màu này. Màu này là màu 16. Miu Cotton hết nha mọi người. 16 này. Cái màu xanh biển này là màu số 47 nha mọi người. Đó. Tiếp theo là màu hồng. Màu hồng này sẽ là màu mã số 10. Mã số 10 Miu Cotton nha mọi người. Mã 10. Những cái màu họa tiết về mũ này này thì mọi người có thể thay bất cứ cái màu nào cũng được. Một trong những cái màu ở trong bảng này cũng được. Cái phần này mình cũng chọn lấy bừa lấy một cái màu nào đó bất kỳ thôi. Đấy là về các cái mã màu lem. Tiếp theo là về phần kim móc. Thì với những loại nào mà mình chập đôi thì mình sẽ sử dụng là kim 4.0mm. Đối với những cái mà mình chập đôi nhá. Họa tiết mà mình móc một sợi thì mình sẽ sử dụng kim 2 đầu và đầu số 4. Nói chung là mình sẽ có hai loại kim móc. Với những cái mũi đơn thì mình móc một họa tiết ấy, một sợi thì mình sẽ dùng kim này. Còn cứ hai sợi chập đôi thì mình sẽ sử dụng kim này là kim 4. Đó. Đấy là về những cái len và vần kim móc. Tiếp theo là mọi người cần có ngọc trai. Ở trên Shopee của mình cũng có bán cái ngọc trai này nha. Nếu mọi người quan tâm mọi người có thể vào xem. Ribbon nếu như mọi người cần thì mọi người có thể mua. Nhưng mà mình thì cũng không bán, mà cái này là mình có sẵn cho nên mình trang trí thêm thôi. Phần mắt thú này mọi người có thể chọn size 7-8mm hoặc là 6 cũng được. Cái này hình như là 6 hoặc 7 gì đó, mình không nhớ rõ. Pom pom này là cái size 1,5 cho tới 2 đều được nhá. Tại vì là cái này thì mình cũng lấy cái của mình có sẵn thôi. Còn nếu như mà mọi người không có sẵn thì mọi người có thể tự tặng một cái quả cầu bông mọi người đính lên cũng được nha. Bông để nhồi vào bên trong chú lợn này. Và một cái nguyên liệu không thể thiếu đó là cái canvan. Mọi người thấy không? Đây, mình sẽ cần có canvan để mình nẹp. Đây là mình đã nẹp trong và nẹp ngoài hết rồi. Đấy. Phần dưới này là kem này. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái sàn S của mình nhá. Đây là cái phần canvan của mình nhá. Shop, đây là shop của mình. Đó, mình có để link ở dưới phần mô tả. Mọi người có thể xem. Đây là cái phần canvan của mình đây. Mình sẽ sử dụng hai miếng, miếng trên và miếng dưới 14,7cm. Nếu như mà mọi người không có thì mọi người có thể sử dụng những cái miếng bìa lạnh để nẹp cũng được. Nhưng mà cái phần hông này thì nó cần độ cong thì mọi người vẫn phải có một cái canvan xong mọi người cắt ra thôi. Cái này là mình lấy một cái miếng to mình cắt ra thì mình sẽ quấn xung quanh. Thích thì mọi người có thể dùng một cái miếng vải để mọi người lót. Như mình là mình có cái miếng vải hoa là mình lót vào. Còn không thì không lót thì cũng không sao. Nhưng mà mình phải nẹp nha, không thì nó sẽ không được cứng cáp ấy mọi người. Đấy, cái này có thể đựng được đồ. Đấy là toàn bộ những nguyên liệu. Hôm nay mình nói cả mã luôn cho mọi người chọn rất là dễ. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu vào phần cách làm chiếc bánh kem này nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ chập đôi sợi nha. Đây là cái màu màu gì mình sẽ nốt lại nhé. 49 hoặc 07 gì đấy mình quên mất rồi. Thì bây giờ mọi người sẽ chập đôi. Thì có một số bạn không biết chập đôi thì mình hướng dẫn mọi người chập nha. Một sợi thì nó sẽ nằm ở ngoài. Một sợi thì mọi người sẽ moi ở bên trong lõi này ra. Thì mọi người sẽ được hai sợi như thế này. Thì mình sẽ chập đôi để cho nó cứng cáp cái bánh nhé. Trước hết là mọi người sẽ cùng mình tạo một vòng tròn ma thuật này.
Kim móc mình sử dụng là 4.0mm này. Kéo qua. Mọi người móc lên cho mình một bính này. Bây giờ móc tiếp lên cho mình một bính nữa. Là hai bính. Tiếp theo đâm vào trong vòng tròn này. Mũi kép đơn. Kéo qua 2 và kéo qua 2. Đây là chân mũi đơn đầu tiên. Mọi người móc tiếp thêm 13 mũi nữa. Tổng cộng mình sẽ có 14 chân mũi kép đơn nha mọi người. 2 này. 3. 4. 5. 6. 7. Là mình được 14 mũi kép đơn nha mọi người. Thì giờ mọi người sẽ rút này. Rút cái dây vòng tròn ma thuật vào này. Rồi. Sau khi mọi người rút xong thì các bạn sẽ trượt. Trượt vào chân mũi kép đơn thứ nhất. Tại đây. Trượt vào. Móc lên một bính, hai bính. Bây giờ hàng 2 sẽ là 14 mũi kép đơn tăng. Lấy len này. Tại chân mũi đầu tiên mọi người móc cho mình một mũi kép đơn này. Thêm một mũi kép đơn nữa vẫn vị trí đó. Là mũi kép đơn tăng này. Làm tương tự như vậy với các cái chân mũi bên cạnh. Nếu như mà chân mũi đầu tiên mọi người vẫn chưa biết xác định thì mọi người sẽ đánh dấu vào cho mình chân mũi đầu tiên nhé. Đó. Tiếp tục. Chân mũi bên cạnh cũng móc như vậy. Tức là móc hai mũi kép đơn chung vào một chân. Đấy. Nhiều khi mà chập đôi thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là kiểu nó hơi bị rối khi mà mọi người rút lõi. Một lần, hai lần rồi này, lần thứ ba này. Mỗi một lần thì mình sẽ móc hai cái mũi kép đơn chung vào như thế này. Tiếp tục chân 4. Chân 5. Đó, và cứ lặp lại như vậy nhé. Cho tới chân cuối cùng. Thì tổng số chân mũi mọi người có được sẽ là 14 x 2 là 28 chân mũi nha mọi người. Mọi người đã móc xong hàng 2 được 28 mũi như thế này. Thì mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên tại đây. Và móc lên cho mình hai bính tiếp tục. Như vậy mọi người đã được hàng 2. Tiếp theo là hàng 3. Với hàng 3 thì mình sẽ móc là một kép đơn thì một kép đơn tăng. Mũi đầu tiên mọi người móc cho mình một mũi kép đơn và đánh dấu. Chân bên cạnh móc mũi kép đơn tăng. Tăng tức là móc hai mũi kép đơn chung vào một chân. Và lặp lại, chân bên cạnh là một mũi kép đơn. Bên cạnh lại là tăng. Đó. Vậy thì mọi người cứ móc như vậy cho tới cuối hàng. Sau hàng này mọi người lại tiếp tục tăng được thêm 14 mũi nữa. Thì sau hàng này là 28 cộng 14 là mọi người sẽ có 42 chân mũi nha mọi người. Ok, và cứ lặp lại. Mũi kết thúc sẽ là mũi kép đơn tăng nha. Rồi, và mình sẽ gặp lại mọi người ở hàng số 4 nhé. Sau khi mà mọi người đã hoàn thành xong cái chân mũi cuối cùng là mũi kép đơn tăng là được 42 chân mũi. Thì mình sẽ lại trượt vào chân mũi kép đơn đầu tiên. Và móc lên hai bính. Hàng tiếp theo mình sẽ móc là hai kép đơn thì một kép đơn tăng. Tuy nhiên mình sẽ tản mũi để cho cái đĩa này nó tròn ra nhé. Thì mình sẽ móc như sau. Trước hết là mọi người móc một mũi kép đơn. Sau đó mũi bên cạnh mọi người sẽ tăng. Mình đánh dấu chân đầu tiên. Sau đó các chân bên cạnh mọi người sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn. Đã móc được một mũi kép đơn này.
mũi kép đơn số 2. Rồi, sau đó mọi người tiếp tục tăng mũi. Đó, như vậy là chỉ có mỗi chân đầu tiên là móc một kép đơn thôi, còn lại là cứ một tăng này, hai kép đơn, một tăng, rồi lại hai kép đơn. Sau hàng này mọi người cũng tăng được thêm 14 chân mũi nữa. Hàng vừa rồi là 42 thì cộng thêm 14 nó sẽ là 56 chân mũi nha mọi người. Mọi người sẽ móc tiếp cho tới chân cuối cùng. Mình sẽ gặp lại mọi người ở các cái chân cuối cùng nha mọi người. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tới gần chân mũi cuối cùng. Đây là hai đơn một tăng này. Mũi cuối cùng sẽ là mũi kép đơn nhé. Thì mũi kép đơn cuối và mũi kép đơn đầu thì nối vào nó sẽ thành hai mũi kép đơn. Đó. Thì đấy là gọi là tản mũi. Thì cái vòng tròn của mình mọi người sẽ thấy là nó rất là tròn. Đây, mọi người sẽ thấy vòng tròn đây. Nó rất là phẳng luôn mọi người ạ. Tiếp theo 1, 2, 3, 4. Tiếp theo là hàng 5. Hàng 5 mọi người sẽ móc là 3 đơn một tăng. 1 2 và 3. Sau khi được 3 đơn thì mọi người sẽ móc 1 mũi tăng vào đây. Và cứ lặp lại như vậy là 3 đơn thì được 1 tăng. Đủ rồi thì tăng. Đó. Và mũi kết thúc cũng sẽ là mũi tăng nha mọi người. Lặp lại như vậy cho tới chân mũi cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5. Và mọi người sẽ kết thúc được hàng số 5 nha mọi người. Rồi bây giờ sau khi đã được 3 đơn 1 tăng thì tổng số chân mũi sẽ là 56 cộng 14 là 70 chân mũi nha mọi người. Trượt mũi 2 bính. Rồi, như vậy là mọi người đã xong hoàn thành phần đáy nha mọi người. Đây là cái bánh kem là cái đáy. Tiếp theo mọi người sẽ làm cái phần chiều cao của chiếc bánh. Thì bây giờ mọi người sẽ úp vào như thế này. Đây là cái mặt có cái dây này là mặt trái nha. Mọi người đâm vào cái chân mũi phía trong này là mũi kép đơn. Một. Đó, bây giờ mỗi một hàng mọi người cứ móc 70 mũi kép đơn. Như vậy là mọi người sẽ được cái phần thân của chiếc bánh kem. Cái tên bánh này hình rất là đơn giản thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, đây là hàng 6, 2, 4, 5. Hàng mọi người đang móc là hàng 6. Thì mọi người sẽ móc toàn bộ đều là mũi kép đơn, không tăng không giảm tí nào cả. Mình cứ móc mỗi một chân mũi tương ứng là một mũi kép đơn vào cái phần phía bên trong của chân mũi nha mọi người. Đó. Như mình đang móc này. Và móc như vậy cho tới chân mũi cuối. Thì khi mà tới cuối rồi thì mình sẽ gặp lại mọi người ở hàng số 7 nhé. Rồi, đây là cái phần hàng cuối cùng, hàng mình đã móc xong nha. Thì tới chân mũi cuối cùng mọi người sẽ móc một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên. Móc lên hai bính. Thì mọi người sẽ thấy cái này nó đang dần nó cao lên này mọi người thấy không? Đó, thì cái như vậy là sẽ đúng nha. Bắt đầu hàng này là hàng 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 6 này. Tiếp theo là hàng 7. Hàng 7 thì vẫn móc tương tự như vậy. Mỗi một chân mũi móc một mũi kép đơn. Tuy nhiên thì hàng 7 thì mình sẽ móc toàn bộ vào hai chân mũi luôn nha mọi người. Như bình thường luôn. Đó, thì cái bánh kem nó sẽ cứ cao dần cao dần. Thì bây giờ trong quá trình móc thì mọi người cứ lặp đi lặp lại như thế này. 70 mũi kép đơn. Đây là hàng 7. Mọi người sẽ móc cho mình hàng 7, hàng 8, hàng 9, hàng 10 và hết hàng 11 nha mọi người. Ok. Sau đó là mình sẽ gặp lại mọi người ở hàng số 12 nhé. Hoặc mọi người sẽ next lên một đoạn nữa là mọi người sẽ thấy là mình móc bao nhiêu hàng và mình sẽ update với mọi người nha. Đấy, toàn bộ là như thế này. Trong cái quá trình móc, nếu như mà nó có hết len thì tí nữa mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mà mọi người nối len luôn nhé.
Tại vì mình nghĩ là với cái bánh này thì rất là nhiều bạn mới móc mọi người cũng muốn học ấy. Bây giờ khi mà mình đang móc tới hàng 7, 8, 9, 10, 11 ở đâu? 7, 8, 9, 10 thì mình đang hết len, thì chính vì vậy mình sẽ hướng dẫn mọi người nối len luôn nhé. Một đầu là sẽ ở đây này, một đầu thì mọi người rút trong lõi ra này. Đây, thế bây giờ mình sẽ nối nhé. Cái sợi len của mình hiện tại nó chỉ còn ngắn từng này thôi. Thì bây giờ khi mà mọi người móc thì mọi người sẽ làm như sau. Mọi người móc len mũi kỵ, kép đơn như bình thường. Đáng ra bây giờ mình phải lấy len thì mình không lấy cái sợi ngắn mà mình sẽ lấy luôn sợi dài nha mọi người. Lấy luôn sợi dài rồi móc qua. Đó, như vậy là mọi người nối được thôi. Rất là đơn giản, không phải thắt nút gì cả. Kẹp nó ngang ra luôn như thế này thì không bao giờ nó bay được. Còn nếu như là mọi người không kẹp thì tí nữa mình dùng kim mình khâu luồn vào bên trong cũng được. Đấy, như vậy là mình đã nối được xong đoạn len. Thì update với mọi người một chút nhé. 2, 4, 5 này. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 hàng này. Ở dưới đáy là mình có 5 hàng nha mọi người. Hàng 6, hàng 7, hàng 8. Đây là hàng 9 chứ. Xin lỗi mọi người nhé. Hàng 9 này, mọi người sẽ móc hết hàng 9 này. Sau đó thêm cho mình hàng 10 và hàng 11. Thì sau khi kết thúc hàng 11, mình sẽ gặp lại mọi người ở hàng 12 nha. Đây là phần thân của cái bánh mình đã hoàn thành xong này. 2, 4, 5 là hàng ở dưới đáy này. 6, 7, 8, 9, 10 và 11 này. Sau đó mọi người sẽ trượt. Và mọi người sẽ cắt len đi. Mọi người để ra một đoạn thừa để tí nữa mình sẽ khâu len vào cái vị trí phía trong nhé. Đó. Thì đây là cái phần bánh kem. Tiếp theo là cái phần kem ở phần rìa. Khi mà mọi người bóp ấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm cái phía này trước nha. Phần kem thì mình chập đôi. Mình sử dụng màu trắng kem nha mọi người. Mọi người chọn cái vị trí đầu tiên. Lúc nãy mình trượt ở đây. Một vị trí bất kỳ, kéo len vào. 1, 2 và 3. Lấy len này, đâm vào chính vị trí đó này, kéo lên này. Rồi, dừng lại một lần. Hai lần. Ba lần. Và 4 lần. Bây giờ trên kim có 5 vòng tròn, đưa qua cả 5 vòng tròn này. Móc lên một mũi bính. Sau đó mọi người sẽ bỏ qua 1, 2, đâm vào 3, một mũi trượt. Thì đây là cái phần kem nha mọi người. Mọi người thấy không? Tương tự như vậy. 3 bính. Đâm vào chính chân mũi đó. 1, 2, 3, 4. Sau khi đủ 4 rồi thì đưa qua cả 5 vòng tròn và móc lên một bính. Tiếp tục 1, 2 bỏ qua, đâm vào số 3 một mũi, trượt. Thì cái phần bánh kem nó sẽ có những cái họa tiết tròn tròn như thế này này mọi người. Mọi người thấy không? Nó sẽ bám vào bên cạnh. Tương tự như vậy, với những cái chân mũi bên cạnh mình cũng làm như thế thôi. 1, 2 và 3. Rồi mình hướng dẫn thêm lần cuối nha. Đâm vào chân này. Một lần. Hai lần. Ba lần. Và 4 lần. Bây giờ kéo len qua cả 5 vòng này. Chốt. Và bây giờ mọi người móc 1, 2, một mũi trượt vào chân số 3. Đó, thì đây là cái phần kem. Mọi người sẽ làm như vậy cho mình xung quanh nha mọi người. Và mình sẽ gặp lại mọi người ở phần kết thúc nhé. Sau khi mọi người đã móc hết cái xung quanh như thế này, thì bây giờ vẫn còn hai cái này cuối cùng rồi, thì mình sẽ trượt vào đây. Đó, rồi, sau đó là mọi người sẽ cắt len đi.
Các bạn lưu ý là mình sẽ bây giờ mình sẽ dùng những cái kim khâu len ấy để mình khâu những cái đoạn len thừa này vào nha mọi người. Thì đây là cái đế của cái bánh, rất là đáng yêu đúng không? Đó, nó sẽ có những cái miếng kem như thế này. Rồi, bây giờ mọi người sẽ thực hiện tiếp. Sau đó là mình bây giờ phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái phần nắp của chiếc bánh này nha. Vừa là hộp đựng đồ vừa là bánh sinh nhật luôn. Đây là cái phần nắp mình đã hoàn thành xong nha mọi người. Thì phần nắp thì sẽ giống cái phần ở dưới đáy thôi mọi người. Mọi người sẽ móc 14 mũi kép đơn vào đây. 14 mũi kép đơn tăng. Một kép đơn tăng, rồi hai kép đơn thì một kép đơn tăng, ba kép đơn thì một kép đơn tăng, tức là mọi người sẽ lặp lại 1 2 3 4 5, năm hàng ở dưới đáy giống y như vậy. Nhưng mà nếu mà ở phần trên nắp mọi người muốn cái kem màu gì thì mọi người sẽ làm màu đấy nha. Của mình hôm nay mình làm màu trắng nhá. Sau khi kết thúc hàng 5 thì tiếp theo là sang hàng 6. Mọi người sẽ móc mỗi một chân mũi là một mũi kép đơn. Đó, cứ móc như vậy thôi. Thì mọi người sẽ được 70 mũi kép đơn giống như ở cái phần dưới đáy thôi. Và mình sẽ móc như vậy cho tới cuối hàng. Thì mọi người sẽ tạo cái phần nắp để cho nó cụp xuống ấy mọi người. Nó sẽ cũng cao như thế này này. Đó, thì mọi người sẽ móc y xì như vậy nha. Thì sau khi mà mọi người đã móc xong hàng số, đây đang là hàng số 1, 2, 3, 4, 5 này. Hàng tiếp theo là hàng số 6 này. Mọi người móc cho mình hai hàng 6 và 7 nha mọi người. Thì sau khi kết thúc hàng 7 thì là cũng gần xong chiếc nắp rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người hàng cuối cùng là hàng 8 nhé. Mỗi một hàng là 70 mũi kép đơn. Rồi, đây là phần cái nắp 1, 2, 3, 4, 5 này. Hàng 6, hàng 7 đã hoàn thành 70 mũi kép đơn. Tiếp theo là hàng 8. Hàng 8 là hàng cuối cùng của phần nắp. Thì mọi người móc lên một bính này. Và mình cũng vẫn móc tiếp tục đều là 70 mũi. Nhưng mà mình sẽ móc là 70 mũi đơn để cho cái phần viền của nắp nó được cứng cáp hơn đấy mọi người. Thì sau khi mà mọi người đã móc được xong cái 70 mũi đơn như thế này thì mình sẽ trượt mũi và cắt len đi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần nắp nha mọi người. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong tới chân mũi đơn cuối cùng. Mọi người cắt len đi. Sau đó để mình thực hiện mình giấu len nhé. Đó, dùng kim giấu len đi. Thì đây sẽ là cái phần nắp của chiếc bánh nha mọi người. Tại vì mình chưa ấy cái nẹp ấy cho nên là nó sẽ hơi kiểu móp méo. Đó. Ok. Tiếp theo là một số cái bánh kem, cái viền kem. Sau khi xong viền kem thì đến chú lợn, rồi nẹp viền nữa là hoàn thành xong cái bánh này rồi. Người có thể chọn một màu bất kỳ nha. Mình sẽ chọn cái phần viền kem trên là màu 07 nhé. Các bạn cũng sẽ chập sợi nhé. Mọi người sẽ tạo cho mình một nút thắt. Cho len vào. Bây giờ mọi người muốn chiếc kem thì mọi người móc lên cho mình 3 bính. Sau đó lấy len đâm vào chân mũi bính số 3. Kéo lên. Đưa qua, tiếp tục. Giống như lúc nãy mọi người làm cái viền kem ở dưới thì mình cũng làm y như vậy, cũng lấy len 4 lần. Sau đó đưa len hết qua và móc lên cho mình 3 bính. Đó, thì đây sẽ là cái phần viền kem. Sau đó tiếp tục, mọi người sẽ xoay ngang ra đây. Đây sẽ là dây bính nhá, 1, 2, 3 này. Thì mình lại lấy len này, đâm vào cái dây bính ở đây. Cũng lấy y xì như vậy. Đấy.
Rồi, một lần. Hai lần. Ba lần. Và bốn lần. Và mọi người sẽ móc một mũi qua. Móc lên 1, 2, 3 bính. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong. Rồi, tiếp theo mình sẽ tiếp tục móc như vậy. Mọi người lại xoay ngang ra đây. Nhớ là như vậy nha, mọi người đừng đâm vào đây nhá, thì nó sẽ không được xoắn đấy. Mình lại xoay ngang ra. Đó, lấy len, đâm vào chân mũi bính số 3. 1, 2, 3 và 4. Sau khi đã móc xong thì mình lại tiếp tục lên 3 bính. Đó. Thì đây sẽ là cái dây kem của mọi người. Mọi người muốn cái kem này nó dài bao nhiêu thì mình sẽ tăng số kem bấy nhiêu. Ví dụ như mọi người muốn đính ở đây thì nó sẽ dài hơn, tại vì cái vòng ngoài sẽ dài hơn. Còn nếu đính phía trong thì mọi người sẽ làm xung quanh, vừa làm mọi người vừa ướm. Và nếu mà tí nữa mình làm xong thì mình sẽ gọi là update với mọi người xem là mình móc bao nhiêu cái họa tiết này và gắn ở chỗ nào nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi thực hiện nốt tương tự, và sau đó mọi người sẽ tua qua một chút để mình hướng dẫn mọi người kết thúc cái dây kem này như thế nào nha. Mình làm nốt lần cuối. Xong rồi cả nhà làm tương tự nhé. Cái phần miếng kem mình làm nó đã ăn được như này. Và tổng cộng sẽ có 2 này, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Thì sau khi được 20 mình lên 3 bính này mọi người. Sau đó mọi người trượt vào chính cái chân mũi đó. Như thế này. Đó. Và rồi mọi người lên một bính rồi cắt len đi. Như vậy là mọi người sẽ được cái bánh kem như thế này. Cái này tí nữa mọi người vặn ra cho nó đỡ bị xoắn nhá. Đây này. Đây là mình đang làm nó bị xoắn. Đó. Mọi người đẩy hết ra như này để cho nó đỡ bị xoắn nha. Thì đây là một cái cách để mọi người làm. Nếu như mà vậy thì thật ra là mình có thể làm để mình làm xung quanh cái bánh, tức là thêm một hàng kem nữa ở đây này mọi người. Tại vì cái chiều dài mọi người có thể thay đổi tùy thích, thì mọi người muốn làm ở quanh đây cũng được. Mà mọi người muốn làm để gắn lên trên nắp như thế này cũng được. Độ dài mọi người có thể tự tùy chỉnh. Cái phương pháp thì mình đã hướng dẫn mọi người rồi. Đây, tí nữa mình sẽ gắn lên trên như thế này. Sau đó chú lợn nó sẽ nằm ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm một phần nữa. Đó là cái phần kem bắt như kiểu là cái quạt ấy. Thì mình sẽ dùng cái kem này để cho vào đây nha mọi người. Thì với cái phần kem xung quanh đó thì mọi người sẽ dùng một sợi thôi nhá. Chọn một cái kim móc nhỏ hơn giúp mình, phù hợp với một sợi len thôi. Ở đây mình dùng kim 2.5 đi. Mọi người lên số dây bính, lên bao nhiêu bính cũng được. Số dây bính mình lên nó sẽ phù hợp với lại cái phần mà mọi người muốn quay. Ví dụ như bây giờ mình muốn quay thêm một hàng nữa ở quanh cái chỗ này, thì bây giờ mình sẽ đo xung quanh đây bao nhiêu cm thì mình sẽ lên bấy nhiêu bính. Và số bính không cần có đặc điểm gì đặc biệt cả, tại vì tí nữa móc rất là dễ thôi. Thì bây giờ mọi người cứ lên số bính nhé. Sau đó mọi người đo xung quanh thôi. Và tí nữa mình sẽ update với mọi người nó dài khoảng tầm bao nhiêu cm nha.
Ok, bây giờ mình sẽ đo xung quanh cái vòng của cái bánh này nha. Đây, như thế này là vừa khít này. Đó, mọi người đo nhưng mà mọi người phải đẩy ra nhá. Tại vì cái này tí nữa mình nẹp là nó sẽ thẳng ra. Thì bây giờ mình đo cho mọi người cái kích thước vòng quanh nhá. Đây mọi người, rơi vào tầm 57cm. Đó. Thì sau khi mà mọi người đã được các cái dây bính như thế này thì tiếp theo mọi người sẽ móc như sau để làm cái phần bèo nhún. Các bạn móc lên một bính, hai bính. Bây giờ đâm vào chân mũi bính số 3 này. Bỏ qua hai chân nhé. Kéo lên một kép đơn, hai kép đơn, ba kép đơn. Đó. Chân bên cạnh cũng tương tự như vậy. Thì cái phần này của mọi người nó sẽ nhún lại. Mỗi một chân mũi mọi người móc cho mình 3 mũi kép đơn. Đó, rất là đơn giản vậy thôi. Xong rồi tí mọi người dính thôi. Tí nữa nó sẽ kiểu hơi nhăn nhăn như thế này. Thì mọi người cứ đính keo nến là được. Cứ móc như vậy cho tới cuối. Ok. Và mọi người muốn bao nhiêu cái họa tiết như thế này thì mọi người sẽ làm bấy nhiêu. Xong rồi đến cuối thì cắt len đi thôi. Tí nữa đến cuối mình sẽ hướng dẫn nốt nha. Còn bây giờ thì mọi người làm nốt hai chân hoặc là ba chân thì tùy vào mọi người. Miễn sao mọi người cứ làm cho nó nhún là được. Cái này thì thật ra nó không có hàng thứ hai cho nên là mọi người tùy chỉnh. Cái này móc khá là lâu lắm, tại vì là mũi bính lên cũng khá là nhiều. Rồi. Bây giờ mình cứ móc đến cuối nha mọi người. Xong rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết thúc nha. Đây là phần kem mình đã hoàn thành xong đến chân cuối cùng. Thì mọi người móc lên 3 bính này và trượt vào chính cái chân đó. Mình cắt đi. Những cái này tí nữa mình sẽ dùng gọi là gì, kim khâu để mình giấu đi cái phần đen thừa nhá. Thế còn như vậy là mọi người đã xong cái phần kem xung quanh này rồi. Cái này mình sẽ dùng súng bắn keo để mình đính thôi. Tí nữa khi mà nó form, nó cứng cáp rồi mình sẽ đính. Mình sẽ đính xung quanh đây. Rồi bây giờ tiếp theo đến phần quan trọng nhất của cái nắp này, đó là cái phần con lợn nha mọi người. Để làm được phần con lợn thì trước hết là mọi người sẽ cùng mình tạo một vòng tròn ma thuật nhá. Kim móc 2.0, 2.5 hoặc 3.0 đều được. Móc vào trong vòng tròn này cho mình 6 mũi đơn. Móc lên một bính. Mình sẽ sang hàng 2. Hàng 2 mọi người móc cho mình 6 mũi tăng. Chân mũi đầu tiên móc 2 mũi đơn trung chân. Chân mũi 2 cũng vậy. Đây gọi là mũi tăng. Mũi 3. Mũi số 4 cũng vậy. Tương tự với mũi 5 và mũi 6. Và trượt. Móc lên một bính. Hàng 2 mọi người móc cho mình một mũi đơn, một mũi tăng.
Cái này nó giống đế của bánh kem, tuy nhiên mình sử dụng mũi đơn, tăng là thêm một mũi nữa. Ok, và tiếp tục. Một đơn, một tăng. Tiếp tục một đơn, một tăng. Một đơn, một tăng. Một đơn, một tăng. Và lần cuối cùng, một đơn, một tăng. Và trượt mũi. Nguyên một bính. Như vậy là mọi người đã xong hàng 2, tiếp theo là hàng 3. À, đây là xong hàng 3, tiếp theo hàng 4. Ở hàng 4 mình sẽ móc là hai đơn một tăng, tuy nhiên mọi người sẽ tản mũi. Thì mũi đầu tiên móc là mũi đơn, sau đó mọi người sẽ tăng luôn. Và tiếp tục là hai đơn một tăng. Bây giờ sẽ móc mũi tăng. Và hai đơn thì một tăng. Cứ lặp lại. Một tăng. Kết thúc của mọi người sẽ là mũi đơn. Bao giờ cũng sẽ kết thúc bằng việc là trượt và lên một bính. Xong hàng 4, tiếp theo là hàng 5. Hàng 5 mọi người sẽ móc là 3 đơn một tăng. Một tăng này. Rồi và bây giờ mọi người lặp lại, cứ 3 đơn thì một mũi tăng nha mọi người. Sau khi mọi người đã móc xong 3 đơn một tăng thì hàng tiếp theo là 4 đơn một tăng. 4 đơn một tăng thì mọi người móc 2 mũi đơn trước. Sau đó mọi người sẽ tăng luôn. Với hàng chẵn thì mình sẽ phải làm như vậy nha. Sau đó mọi người móc tiếp 4 đơn thì một tăng. Tăng luôn này. Sau đó mọi người lại tiếp tục 4 đơn thì một tăng. Rồi, và mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối hàng nha. Mọi người móc xong 4 mũi đơn, 1 mũi tăng này, thì 2 mũi cuối cùng sẽ là 2 mũi đơn nha. Rồi, móc lên 1 bính. Hàng tiếp theo mọi người móc cho mình 5 mũi đơn, 1 mũi tăng nhé. Năm đơn này, thì mình móc 1 tăng này. Và cứ như vậy, kết thúc sẽ là mũi tăng nha mọi người. Đây là hàng mũi tăng cuối cùng. Ok, đây là hàng cuối cùng là 5 đơn 1 tăng. Đây là 6 mũi này, 12 này, 18, 24, 30, 36 và 42 chân mũi nha mọi người. Hiện tại mọi người đang có 42 chân mũi. Thì bây giờ mọi người sẽ thực hiện móc toàn bộ đều là mũi đơn. Mỗi một hàng thì móc 1 mũi đơn nha mọi người. Đó. Mỗi một hàng mọi người sẽ có 48 mũi đơn. Hàng này nó sẽ là 2, 4, 6, 7. Hàng này sẽ gọi là hàng 8 nha mọi người. Mỗi một hàng là một cái vòng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đây đang là hàng 8. Thì mình sẽ móc thêm khoảng 7 hàng nữa, 6 đến 7 hàng nữa. Nhưng mà mình sẽ vừa làm, mình sẽ vừa căn chỉnh nhá. Tại vì cái này mình cũng tự chế biến. Thì mình sẽ tự xem là như thế nào. Và có gì thì tí nữa mình sẽ update với mọi người xem mình móc bao nhiêu hàng nha. Mọi người có thể tua thêm một đoạn. Sau mỗi một hàng mọi người nhớ phải trượt mũi và lên một bính nhá. Toàn bộ đều là mũi đơn như thế này nha. Đây là sau khi mình đã hoàn thành xong 7 hàng không tăng không giảm. Mọi người cùng đến với mình nhá. Đây là 6 mũi đơn này. Toàn bộ là 6 mũi tăng này. 1 đơn 1 tăng, 2 đơn 1 tăng, 3 đơn 1 tăng, 4 đơn 1 tăng và 5 đơn 1 tăng. Ok,
Tiếp theo mình sẽ có 2, 4, 6 và 7 hàng không tăng không giảm. Tiếp theo là hàng tiếp theo là mũi giảm nha mọi người. Mọi người móc cho mình 5 đơn thì một giảm. Bây giờ mọi người móc mũi giảm. Tiếp tục 1 2 3 4 5 thì mọi người móc tiếp một mũi giảm. Và cứ lặp lại như vậy cho tới cuối hàng. Thì sau hàng này mọi người lại giảm được 6 mũi. Sau khi được 5 đơn một giảm thì mình sẽ gặp lại mọi người ở hàng tiếp theo nhé. Khi đã được 5 đơn một giảm, hàng giảm tiếp theo sẽ là 4 đơn một giảm nha mọi người. Thì với hàng này mình sẽ thực hiện tản mũi. Mọi người móc cho mình 2 mũi đơn trước. Sau đó mọi người sẽ giảm luôn. Rồi mình móc 4 đơn. Cái này nó giống như cái hàng tăng ấy, nhưng mà ngược lại thôi, là mình móc mũi giảm chứ không phải mũi tăng. Còn những cái mũi đơn thì bình thường mình vẫn móc tương tự. Đấy. 1 2 3 4. Sau đó mọi người sẽ lại thực hiện giảm. Và cứ lặp lại như vậy, hai mũi cuối cùng kết thúc sẽ là hai mũi đơn nhé mọi người. Rồi sau khi mình đã móc được mũi giảm thì hai mũi cuối cùng sẽ là hai mũi đơn. Trượt mũi. Và đây sẽ là cái phần đầu của chú heo nha mọi người. Mình để hở ra để tí nữa mình còn dính lên ấy, tại vì cái đầu này mình phải để bẹp thì tí nữa mọi người mới đính lên được như thế này. Bây giờ mọi người sẽ làm một cái miếng bằng để khâu với cái phần này nha mọi người. Thì cách làm như sau. Mọi người sẽ tạo một vòng tròn ma thuật này. Móc lên một bính này. Và móc tương tự như ở phần đầu này. Đầu tiên là 6 mũi đơn. Sau đó mọi người sẽ rút. Và trượt. Và chân mũi đầu tiên ở đây. Móc lên một bính. Hàng 2 là 6 mũi tăng, hàng 3 là 1 đơn 1 tăng, hàng 4 là 2 đơn 1 tăng. Hàng 5 sẽ là 3 đơn 1 tăng. Rồi 4 đơn 1 tăng nha mọi người. Mọi người lặp lại tương tự như vậy với phần đầu heo này. Mọi người chỉ móc 1, 2, 3, 4, 5 hàng nha mọi người. Đúng rồi, 5 hàng cho tới cái 3 đơn 1 tăng. Bây giờ tổng số chân mũi của mọi người đang có 32. Thì mọi người cũng móc đến hàng 3 đơn 1 tăng thì mọi người sẽ có 32 chân mũi rồi. Và mình sẽ dừng lại ở hàng số 5 nhé mọi người. 1, 2, 3, 4, 5. Mọi người nhớ nhé. Mọi người có thể quay lại cái bắt đầu mình móc từ đây. Và sau khi mình đã làm xong 5 hàng sẽ gặp lại mọi người nha. Đây mình đã có thêm một cái tấm này rồi nha. Hoàn thành 5 hàng và tổng số chân mũi là 32. Hàng cuối cùng là 3 đơn 1 tăng nhé mọi người. Thì bây giờ mình đã thực hiện nhồi bông này mọi người. Mọi người nhồi vừa phải và tản đều nhé. Không cần phải quá là chặt đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện là khâu. Khâu thì bây giờ mọi người sẽ khâu cái đoạn cuối này, khi mà mọi người cắt thì mọi người để một cái đoạn len vừa phải nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện khâu chập hai cái miếng này vào với nhau để tạo thành một mặt phẳng. Rồi, mọi người chỉ cần nhớ là cứ hai chân mũi mọi người sẽ khâu vào một là được.
chân mũi đầu tiên. Tương tự như vậy với chân mũi số 2. Mình sẽ làm như vậy 32 lần. Vì là số chân mũi nó sẽ giống nhau cho nên là mọi người không cần lo lắng là nó bị thừa hay thiếu nha. Các bạn sẽ khâu như vậy cho tới cuối hàng nhé. Là sau khi mình đã khâu hai mảnh ráp với nhau, tiếp theo sẽ là phần mũi, phần má và phần tai nha. Thì tai, những cái phần đó thì mình sẽ gồm hai chiếc nhé mọi người. Mình sẽ hướng dẫn một chiếc mọi người sẽ làm tương tự. Mình vẫn sử dụng cái màu hồng nhạt này của cái con lợn để làm. Mình bị mũi đốt cho nên ngứa tay quá mọi người ạ. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật này, móc lên một bính này. Móc vào trong vòng tròn này cho mình 6 mũi đơn này. Rút dây này. Một bính. Chân đầu tiên này mọi người móc cho mình 3 mũi đơn. 1, 2 và 3. Bên cạnh móc 1 mũi đơn. Chân bên cạnh cũng móc 1 mũi đơn. Chân tiếp theo móc 3 đơn. Tiếp tục móc 2 đơn. Và mình sẽ trượt mũi. Như vậy là mọi người đã kết thúc xong được cái phần tai. Những cái này mọi người sẽ giấu đi. Tí nữa mình sẽ sử dụng súng bắn keo để dính. Nếu mà cẩn thận thì mọi người có thể khâu nha. Nhưng mà tí thì mình sẽ dính thôi. Như này. Làm 2 chiếc nhé mọi người. Rồi, tiếp theo là mình đã có hai tai thì tới mũi nha. Mũi thì mình vẫn dùng cái màu hồng đó của chính cái da của chú lợn. Tạo một nút thắt này. Móc lên cho mình 4 bính. Bỏ qua chân mũi đầu tiên đâm vào chân mũi số 2, 1 mũi đơn. Chân mũi số 2 cũng 1 mũi đơn. Chân mũi số 3 móc cho mình 3 mũi đơn trung chân. Tiếp theo, trên bên cạnh, ở đây, móc 1 mũi đơn. Chân cuối cùng móc cho mình thêm 2 mũi đơn nữa. 1 này, vẫn chân đó này. Thêm 1 mũi nữa là 2. Và mọi người sẽ trượt vào chân mũi đơn đầu tiên ở đây. Và kéo. Như vậy là được cái phần mũi. Những phần này tí nữa mình sẽ sử dụng súng bắn keo để dính hết nhé. Mọi người kéo ra sau và giấu những cái len thừa đi. Những cái gì không cần thiết thì mình cắt đi nha. Tí nữa đằng nào mình cũng sẽ dính ấy. Cái này tí mình khâu để mình dính. Cái mũi sẽ như này nha mọi người. Tiếp theo sẽ là hai cái má hồng nha. Mình dùng một cái màu hồng bất kỳ nhé mọi người. Mọi người thích màu hồng nào cũng được. Móc vào trong vòng tròn này cho mình 8 mũi đơn.
Rồi, sau đó mọi người rút lại, rút chặt. Mình trượt. Cắt len đi. Những cái này tí nữa mình cũng sẽ dính nhé. Chi tiết như thế này thì mọi người làm thật cẩn thận nha. Tí nữa mình sẽ đính vào má. Những cái này tí nữa mình sẽ cắt đi, xong rồi mình sẽ dùng súng bắn keo để mình dính thôi. Các bạn sẽ đính vào đây như này. Đó. Cái mũi thì tí mình đính vào đây. Xong rồi hai má hồng hai bên như thế này. Đó. Rồi, mình sẽ làm thêm một cái má hồng nữa nha. Cái phần mũ mình sử dụng một cái màu hồng đậm hơn để làm điểm nhấn. Các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật này. Móc lên cho mình 6 mũi đơn vào trong vòng tròn này. Sau đó mọi người rút. Rồi. Bây giờ cách làm như sau, hàng hai mọi người cũng móc cho mình 6 mũi đơn. Vì là cái phần vòng tròn nó sẽ hơi nhỏ, chính vì vậy mọi người cố gắng làm mỗi một chân mũi một mũi đơn. Đó, cho nên là cái hàng này nó sẽ hơi nhỏ đó nhá. Đó, bây giờ nó sẽ khum lại thì bây giờ mọi người sẽ uốn ra đây. Như này. Để trượt mũi. Cái hàng của mọi người nó sẽ chúp lại như thế này. Nên một bính. Hàng 2 mình sẽ móc 6 mũi tăng. Để cho cái mũ của mình nó rộng dần ra. Toàn bộ đều là mũi tăng. Và tổng cộng số chân mũi các bạn có được sẽ là 12 chân mũi nha mọi người. Rồi trượt. Còn một chân mũi nữa. Một bính. Hàng tiếp theo mọi người móc cho mình 12 mũi đơn. Không tăng không giảm. Rồi, sau đó mình sẽ trượt. Móc lên một bính. Hàng tiếp theo là hàng số 5, mọi người móc cho mình một đơn một tăng. Một đơn thì một tăng. Một đơn thì một tăng. Và trượt. Rồi, cái mũi của mọi người đã sắp xong rồi nha. Mọi người móc tiếp cho mình hai hàng tiếp theo là 18 mũi đơn không tăng không giảm. Tổng số chân mũi hiện tại đang là 18 chân mũi nha mọi người. Các bạn toàn bộ móc 18 mũi đơn không tăng không giảm. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là hàng 6. Hàng 6 và hàng 7 đều như vậy nha mọi người. Mình móc 2 hàng không tăng không giảm 18 mũi đơn này. 2, 4, 6, tổng cộng 6 hàng. Thì tiếp theo là mình hướng dẫn mọi người làm cái phần mũi cho chú lợn nha. Cái mũi là cái này.
mọi người sẽ lấy một cái màu len bất kỳ mà mọi người thích nhá. Có rất là nhiều cách để tạo mũi của chú lợn. Ngày hôm nay thì mình tạo bằng cái mũi chấm. Thì mọi người vòng như tay mình vừa vòng nha. Đó, thì đây là cái mũi. Tương tự như vậy, đâm lên bên cạnh. Mọi người vòng một cái vòng qua cái kim. Sau đó dùng đầu kim của mình đâm vào chính cái vị trí đó. Thì đây là cái đầu của chú. Đây là cái mũi của nó. Đó. Và mình cắt len đi thôi. Dù sao tí nữa mình cũng sẽ dùng keo nến để đính. Ok, như vậy là gần như các cái bộ phận của chú heo là đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người dính những cái bộ phận này vào nhé. Rồi, như vậy là mình đã xong. Bây giờ mình sẽ dính tai trước nhé. Mọi người sẽ dùng, mọi người cắt ngắn len đi như của mình này. Nếu như mọi người khéo tay thì mọi người có thể dùng kim mọi người khâu. Còn không thì có thể lựa chọn cách là dùng keo nến để dính như mình. Nhớ là đây là cái mũi trượt là mình sẽ để ra sau nhá. Còn cái tai mình sẽ đính lên phía trước như thế này. Một, hai, ba, hàng bốn ở đây. Mình sẽ đính ở đây. Nóng quá, mình làm nó bị trào rồi. Ok, tiếp theo là mũi. Tương tự như vậy với má hồng. Với bên này cũng vậy. Mọi người căn sao cho nó cân đối là được nha. Bỏng quá mọi người ạ. Mình bơm nó nhiều quá à. Tiếp theo là đến mắt nha mọi người. Mình sẽ dùng mắt này, xong rồi mình sẽ dính vào đây nha. Ê, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái chú lợn này. Mọi người có thể làm cái mũi theo kiểu là hình dọc cũng xinh. Còn mình hôm nay mình thử cái mũi này thì cũng được nha mọi người. Mình cái này là mũi này. Nói chung những cái con này mình cũng tự thiết kế gần như là hết. Mình sẽ chỉ tham khảo công thức ở một số chỗ thôi. Tại vì mình thấy cái bản gốc nó không được ok lắm ấy. Thì mình thấy cái này cũng xinh. Như thế này. Đó, mình sẽ đính vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ làm thêm hai cái tay để mình đính hai bên nhé mọi người. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái tay của chú lợn này nha. Cái tay thì làm cũng rất là đơn giản thôi. Mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một bính. Trong vòng tròn này móc cho mình 6 mũi đơn.
Sau đó mọi người rút và trượt vào đây một mũi, móc lên một bính. Hàng số 2 cho tới hàng số 5 mọi người đều móc là mũi đơn. Tức là mình móc như kiểu cái phần đầu cái mũi. Mỗi một chân mũi thì móc một mũi đơn. 4 5 và 6. Rồi mình sẽ thực hiện mình trượt mũi. Thì đây nó đang là mặt trái nha mọi người, thì mọi người phải lộn ra mặt phải. Mặt trái là mặt có cái dây này. Mọi người phải lộn ngược lại. Tương tự như vậy, hàng số 3. Mỗi một chân mũi cũng móc một mũi đơn. Mình sẽ có hai chiếc tay nha mọi người. Cứ mỗi một hàng là 6 mũi. Rồi, sau đó mình sẽ trượt. Móc lên một bính. Mọi người móc thêm hai hàng nữa rồi cắt len đi. Và mình làm hai chiếc nha mọi người. Sau đó là đến những cái bước quan trọng tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mọi người nẹp những cái bộ phận này. Xong rồi xem là còn cái gì có thể trang trí thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc những cái phụ kiện để mọi người trang trí vào cái bánh nha. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào cái bước tiếp theo là nẹp nhé. Mọi người có thể chuẩn bị cho mình một cái size như thế này. Mình sẽ để thông tin ở dưới mô tả. Còn nếu như mọi người không có thì mọi người có thể tự cắt nha mọi người. Cái này thì cửa hàng mình có bán sẵn. Tiếp theo là mọi người sử dụng một cái vải hoa, vải gì cũng được, để mình lót. Hôm nay cái túi hộp này mình sẽ lót. Thì mọi người có thể khâu nếu mà các bạn khéo tay. Còn mình thì hơi vụng cho nên là mình sẽ dính. Dính thì nó sẽ xấu hơn nhưng mà nói chung là nó sẽ, đương nhiên là sẽ nhanh tiện hơn. Để dính thì mình sẽ dính rồi mình cứ dính bừa thôi. Mọi người cứ bơm keo vào thôi. Mình vừa bật súng cho nên nó chưa được nóng. Chắc là đợi một lúc nữa nhỉ. Cái vải hoa này là mình mua, có một lần mình mua ở trên Shopee. Có vấn đề gì cho nên mình mua, mình làm gì để mình lót ấy. Nhưng mà về sau là không có dùng. Nhưng mà hôm nay có cơ hội để dùng. Mình cứ bị đụng vào cái súng thôi mọi người ạ, nóng quá. Bàn của mình nó hơi chật chội cho nên là mọi người thông cảm. Mọi người dính vào rồi gấp mép như bình thường thôi. Vừa làm vừa đẩy cho nó căng nha. Các bạn làm cho nó căng ra nhé. Một bên thì mình để dài quá, một bên thì mình lại để ngắn quá. Đây này. Đây, đây là cái phần mình đã lót xong. Thật ra là mọi người không cần lót hết. Nhưng mà mình thì mình thấy là mình muốn lót cả trên cả dưới ấy. Phần trên thì thật ra là mình không cần lót. Tại vì mình không đựng đồ. Nhưng mà mình muốn để cho nó đồng bộ ấy. Khi mà mình tặng quà nó sẽ đẹp. Đấy. Thì đây là phần trên. Đó nha. Mọi người chỉ cần dùng súng bắn keo, mọi người dính cái miếng này vào là xong. Thì nó sẽ được cứng cáp như thế này. Nếu như mọi người không có canvan thì mọi người có thể dùng bìa. Những cái len thừa này bây giờ mình sẽ khâu dấu đi đã.
rất là lười kiểu xỏ xỏ len ấy, cho nên thôi cứ làm lại đi. Tại vì đằng nào tí mình cắt đi ở cái đoạn trong này. Đó. Vậy. Rồi, cái dây kia thì mình không cần cắt, mình chỉ cần dính cái này nữa. Làm một miếng nữa tương tự để cho phần đáy nhá mọi người. Sau khi mình đã làm được cả phần đáy và phần ở trên này, phần đáy thì mình làm tương tự phần ở trên rồi. Bây giờ phần bên hông thì mình sẽ dùng một cái khăn van, mình cắt 14 hàng thì nó sẽ vừa đủ độ cao, còn nếu không thì mọi người cứ tự ướm cũng được nhá. Và khi mà mọi người làm thì nó sẽ phải nối hai đầu, cái nội đầu này là lúc nãy mình bị đứt cho nên là mình phải nối. Thì bây giờ mình hướng dẫn mọi người cách nối nha. Mọi người có thể móc mũi bính như kiểu mình hoặc là mọi người khâu cũng được. Mình dùng một cái kim móc để vừa cái lỗ này. Kim của mình ở đây vẫn là cái kim 3. Mình sẽ đâm hai lỗ đối diện. Cái hàng thì mình không có nhớ là có độ dài bao nhiêu, nhưng mà độ cao thì sẽ là 14 ô nhé mọi người. Cho nên là mình sẽ có 14 bính. 14 mũi đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Ok. Một bính cắt len đi. Rồi, bây giờ cái khăn van của mọi người sẽ như thế này. Và khi mà nối vào thì nó sẽ vừa với cái bánh. Như vậy thì nó mới chắc chắn. Rồi, để cho chắc chắn nhất, mọi người có thể bọc cả cái phần này cũng là bằng hoa nha mọi người. Đây, mình ướm lại cho mọi người một chút. Nó sẽ kiểu như này. Đó, mình cũng sẽ dính như vậy. Thế thì bây giờ khi mà dính thì mình sẽ cắt một cái miếng vải cho nó phù hợp với cái độ dài và chiều cao của cái này đã nhá. Đây là cái miếng vải hoa mình đã cắt. Thì mình sẽ làm cho nó có độ dài vừa phải. Cái phần trong này thì không cần bao nha mọi người. Tại vì là mình sẽ phải dính. Mọi người lưu ý là mình sẽ có một mặt là mặt xấu. Ê, mọi người bao như thế này. Mọi người lưu ý là bao phía trong này là mặt này nha. Để khi mà tí nữa mình ịn vào đây này thì cái mặt hoa nó sẽ quay ra ngoài nhá. Chứ đừng có làm kiểu như thế này. Kiểu như thế này thì tí nữa mọi người đút vào đây thì mặt trong nó sẽ là mặt xấu. Nhớ nha. Cái phía để dính vào bên trong thì không cần thiết phải quan tâm là nó đẹp hay xấu. Tại vì tí mình chen đi mà. Mọi người chỉ cần nhớ là mọi người khâu như thế này, mọi người dính vào như thế này. Đó. Dính đầu dính cuối như vậy. Thì tí nữa nếu mà mình dính xong, mình sẽ cho mọi người xem cái thành phẩm mình dính nhá. Dính xong thì mình sẽ đặt vào đây và mình lại dính vào thôi. Hoặc mọi người thích mọi người để khâu, nhưng mình nghĩ là dính là nhanh nhất. Đấy, làm cho nó tròn vành vạnh ra. Như vậy là xong cái phần khăn van. Rồi, như vậy là mình đã làm xong cái phần đó nhá. Thì xong rồi tiếp theo là mình sẽ chỉ việc trang trí những cái họa tiết. Và xem còn thiếu cái gì thì mình sẽ hoàn thành xong cái bánh gato này rồi nhá. Đây là sản phẩm sau khi mình đã sử dụng súng bắn keo để mình đính xong nha mọi người. Thì bây giờ mọi người sẽ quan sát thấy là cái phần trong lòng nó rất là xinh xắn như thế này. Như kiểu một cái hộp đựng đồ luôn đấy mọi người. Và phần trên cũng thế. Đó, rồi mình sẽ lắp vào. Như này. Rồi, rất là đáng yêu đúng không? Tiếp theo bây giờ mình sẽ dính lên đây nha mọi người. Thì khi mà mình đính cái này lên ấy, thì mọi người lưu ý là mình sẽ xoay những cái mặt mà nó là cái đường trượt nó hơi xấu xấu ấy, thì mình sẽ xoay ra một hướng như thế này. Ví dụ như này, mình sẽ xoay hết ra một hướng, mình sẽ nẹp và xoay để cho nó kiểu nó được
cứng cáp hơn ấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đính nhá. Mình sẽ đính như thế này. Thì mình sẽ phải cho cái phần tay lên trước. Các bạn sẽ chú ý là cái phần mũi trượt này mình sẽ úp xuống như thế này. Sau đó mình sẽ đặt lên như thế này. Rồi, thì bây giờ mình cũng lại sử dụng súng bắn keo nha. Mình sẽ đính cái tay trước. Hai bên. Sau đó mình sẽ dính đầu đè lên hai cái tay ở đó. Đây, mình đã đính xong rồi đây mọi người. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ đính cái phần viền kem này xung quanh. Mọi người sẽ phải xoay cho nó được cùng về một hướng nhé, như thế này này. Đấy. Mình ấn ịn nó ra theo cùng về một hướng. Sau mình sẽ ướm thử đã. Xem là mọi người dính ở cái vị trí này là nó đã vừa đủ hay chưa. Đấy, ví dụ như mình dính ở vị trí như thế này là vừa đủ này. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng súng bắn keo và mình đính lên thôi. Mọi người sẽ úp cái mặt có cái bầu kem lên trên nhé. Đừng để nó xoắn. Cái phần này thì mình sẽ khâu và mình giấu nó đi. Giấu cái này đi. Tí nữa rằng là mình dính mà, cho nên mọi người không cần quan tâm cái đoạn len này. Tương tự như vậy với đầu bên này nha. Mọi người lưu ý là nếu mà mọi người muốn kiểu trang trí kiểu màu sắc lên trên cái này thì mọi người có thể dùng một cái màu nào đó mà mọi người muốn. Mọi người khâu lên trên đây. Ví dụ như là mình muốn cái miếng bom bom này của mình nó có một chút cái màu như kiểu kim tuyến màu xanh chẳng hạn, thì mình sẽ khâu lên đây để tô điểm cho nó. Tại vì mình không có cái len loang loang ấy thì mình sẽ làm như thế. Ôi chết. Nó bị phun. Như thế này. Đấy, mình khâu kiểu random thôi. Cái này len mình để hơi dài. Khâu như thế này. Nó như kiểu là cái kim tuyến hoặc là cái gì đó nó rắc lên ấy. Thì mình làm một cách rất là ngẫu nhiên thôi. Mọi người khâu lên nhé. Đừng có để nó bị căng quá. Tức là mình làm kiểu xinh xinh như này, đến lúc mình đính lên nó sẽ kiểu như thế này này. Mọi người thích bao nhiêu màu mọi người có thể đính thêm bấy nhiêu màu. Ok nha. Bây giờ mình sẽ làm nốt rồi hướng dẫn mọi người cái phần đính nhá. Mình đã khâu xong này mọi người. Mình khâu hai màu, một màu xanh và một màu vàng. Thì bây giờ sau khi xong thì mình sẽ sử dụng kim đánh dấu để mình định vị. Không thì tí nữa ấy, khi mà mình dính xung quanh thì nó sẽ bị thiếu hoặc là bị thừa ấy, mọi người. Thì mình sẽ đánh dấu trước cái địa điểm để tí nữa mình dính nhá. Sau khi xong thì bây giờ mọi người sẽ đính xung quanh thôi. Mình sẽ sử dụng súng bắn keo nha. Mình vừa bật cho nên nó không được nóng lắm. Thì bây giờ mình sẽ đính xung quanh. Nhớ là phân biệt mặt trên mặt dưới nhá. Nhưng mà lúc nãy mọi người khâu mọi người đã phân biệt được rồi đúng không? Mình sẽ đính xung quanh nhá. Sau đó sẽ gặp lại mọi người ở phần tiếp theo nha. Rồi đây là cái phần mặt trên mình đã hoàn thành xong nha mọi người. Tí nữa mình sẽ đưa một cái ruy băng ở xung quanh nữa là hoàn thành xong cái phần nóc. Mình đã đánh thêm một chút má hồng cho chú lợn này xinh hơn.
Đó, màu ngoài trông nó pastel, trông nó rất là yêu, cũng rất là cứng cáp nữa. Như vậy là xong một vấn đề. Vấn đề tiếp theo là đến cái này. Bây giờ mình sẽ xem là có những cái gì mình có thể trang trí nha. Trước hết là mình sẽ có cái kem này. Mình sẽ để chạy nó dưới chân nhá. Tức là chồng lên cái kem này. Đấy. Kem như thế này. Thì khi mà nhìn ngang nó sẽ kiểu như này này mọi người. Mọi người sẽ đính nghiêng như thế này, giống như bình thường. Giống như cái miếng này, giống như cái này. Đó. Nếu mà thích thì mọi người có thể trang trí thêm ngọc hoặc là cái gì gì đó thì tùy mọi người. Còn đây là phần tiếp theo là mình sẽ làm, nó sẽ vòng quanh như thế này để làm cái kem nha mọi người. Đó, cho cái chân nó xinh hơn. Sau đó là mình sẽ làm một cái miếng y xì như thế này nữa, nhưng mà màu vàng. Mình nghĩ là màu vàng cũng rất là xinh, tại vì cái này là tông pastel ấy. Đó, thì mình sẽ bơm xung quanh như thế này. Rồi, hai tầng kem. Sau đó là mình sẽ làm nơ và trái tim để dính lên xung quanh nữa. Và mình sẽ trang trí một chút ngọc nữa. Thì như vậy là hoàn thành xong chiếc bánh kem này rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đi hoàn thiện nốt cái này. Sau đó mình sẽ đi đính hai cái này vào. Rồi mình sẽ còn những cái phụ kiện gì thì mình sẽ hướng dẫn sau nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc hình trái tim nha mọi người. Các bạn chọn một cái kim bất kỳ với cái kim móc bất kỳ với cái len mọi người dùng là được nhá. Thì bây giờ mọi người sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật này. Móc lên một bính này, hai bính này và ba bính này. Sau đó lấy len này hai lần, móc mũi kép đôi đâm vào vòng tròn này. Mỗi lần kéo qua 2, 2 và 2, tiếp tục. Một lần, hai lần và ba lần. Lần cuối cùng, mũi kép đôi, 1, 2 và 3. Sau khi được 3 mũi kép đôi, mình lấy len, móc 3 mũi kép đơn, 1, 2 và 3. Rồi, lên một bính. Tiếp tục móc một mũi kép đôi. Và lên một bính. Sau đó móc 3 mũi kép đơn. 1, 2 và 3. Móc 3 mũi kép đôi. 1, 2, 3. Móc thêm 2 lần nữa như vậy. Lần cuối cùng. Và lên 3 bính. Và trượt vào vòng tròn này. Sau đó cắt len đi. Bây giờ cái dây này mọi người rút thì cái trái tim nó sẽ được thu lại. Thì đây là trái tim của mọi người. Đó. Mọi người muốn trang trí bao nhiêu thì mọi người sẽ móc bấy nhiêu trái tim. Sau đó mình sẽ cắt len đi. Tại vì tí nữa mình sẽ sử dụng súng bắn keo để mình dính ấy. Rồi. Rất là nhiều những cái trái tim xinh như thế này nha. Đây là phần sau khi mình đã dính xong phiền này mọi người. Tiếp theo, bây giờ sau khi mình đậy cái này lên nhá, thì mọi người sẽ thấy là mình sẽ có như thế này. Thì bây giờ cái hàng tiếp theo mọi người dính cái pom pom này, nó sẽ là thuộc trên cái hàng này. Là mình dính vào cái hàng này này. Nếu mà dính lên đây thì nó hơi sát, thì mình sẽ dính ở cái hàng này. Cách một hàng mình sẽ dính vào đây. Mọi người cũng dính tương tự như cái này. Nếu như mọi người thích đính đính cái này thì mọi người cứ đính vào nhé. Còn không thì thôi, mọi người dính thẳng như thế này. Để tí mình trang trí trái tim nữa là xong nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mọi người làm thêm cái nơ nữa nha. Đây là cái bánh sau khi mình đã hoàn thiện xong. Rất là đáng yêu đúng không? Mình sẽ đính thêm những cái họa tiết kiểu topping phụ kiện vào đây ấy. Thì mình sẽ làm cái nơ như thế này. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Sau đó là mình móc lên các cái dây bính thôi. Muốn nơ to bao nhiêu, dài bao nhiêu mọi người lên bấy nhiêu.
20 này, 21. Mình sẽ lên 30 nha. Thì mình cắt đi. Nói chung là mọi người lên bao nhiêu bính thì bấy nhiêu, cái nơ nó to bấy nhiêu. Sau này mình sẽ tự uốn. Rồi mình sẽ sử dụng súng bắn keo để mình dính rồi. Bạn tự đính để thành cái nơ cho nó xinh là được. Cái đuôi này thì mình sẽ cắt đi nhé. Mình để một đoạn vừa thôi. Để cho nó được xinh hơn thì mình sẽ chọn lấy một cái viên ngọc trai nho nhỏ để mình đính vào cái đoạn giữa. Mình sẽ sử dụng một cái viên ngọc trai nhỏ như thế này. Thì đây là cái nơ. Đây mình đang có hai chiếc đây. Mình sẽ đính kiểu so le ấy. Cứ khoảng cứ một trái tim thì lại một nơ đấy. Hoặc là mọi người đính hết nơ hoặc là đính hết trái tim thì tùy mọi người nha. Mình sẽ có ba cái nơ và ba cái trái tim. Mình làm cả hai cái mình đính so le. Cứ mỗi một cái này nó sẽ cách nhau khoảng 4 cái miếng pom pom như thế này. 1, 2, 3, 4, đó. Mọi người cứ làm so le như thế này. Đó, trên ảnh mọi người sẽ nhìn thấy rõ là tí nữa mình làm xong. Ngoài ra là mình sẽ không còn cái gì nữa rồi. Mình sẽ sử dụng thêm một ít ngọc trai. Ở bên shop của mình ấy thì cũng có bán cái túi ngọc trai. Túi ngọc trai bên shop mình nha. Nó có cái màu pastel rất là xinh. Mình sẽ đính random thôi. Xong rồi đính nơ buộc vào trang trí, như vậy là hoàn thành xong chiếc bánh kem này rồi. Bây giờ mình sẽ đi trang trí nốt và gặp lại mọi người ở cuối sản phẩm cho mọi người xem nhé. Đây là cái bánh sau khi mình đã hoàn thành xong rồi mọi người. Rất là đáng yêu rồi đúng không? Thích thì mọi người có thể làm thêm một cái dây di băng ở đây, trang trí cho nó xinh hơn. Mình sẽ dùng kiểu súng bắn keo mình đính để cho nó bó ở cái đoạn này này. Đấy. Đây mọi người thấy không? Xong mình sẽ buộc. Mình đang ướm thử thôi đã. Nếu mà đẹp thì mình sẽ làm. Còn nếu không thì như này cũng đã rất là xinh rồi. Nếu như mà cần hơn thì mình sẽ dính vào đây. Thì mình sẽ dùng súng bắn keo mình đính thôi. Đấy, xong cái bánh nó sẽ như thế này. Cũng rất là yêu đúng không? Rồi, xong rồi mình sẽ đính một vài cái hạt ngọc trai lên đây để cho nó trang trí tô điểm đẹp hơn nhé. Như vậy là hoàn thành xong. Bây giờ sẽ cùng mình xem thành phẩm nha. Rồi, và như vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc bánh kem ngày hôm nay. Mình đã đính thêm một chút ngọc lên trên đây rồi này mọi người. Cái này mọi người có thể làm hộp đựng đồ, xong rồi để làm hộp bánh gato cho các bạn làm sinh nhật cũng rất là đáng yêu. Cái bánh này là mình làm để tặng sinh nhật một bạn của mình, cho nên là mình hướng dẫn mọi người luôn nhé. Bây giờ hy vọng là mọi người sẽ có một món quà thật là đáng yêu và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.